sống buồn khổ là sống hại mình nhớ rõ sống buồn khổ là sống hại mình bất cứ một sự buồn khổ gì ở cõi đời này người thân hay người xa lạ nếu quý vị là một con người mà sống buồn khổ là đang sống hại mình vừa hại mình mà vừa hại người khác luôn người sống buồn khổ là đang hại mình đó nó không có một kết quả gì cả Người ta vừa nhìn quý vị thôi là người ta đã không tiếp nhận quý vị rồi Không tiếp nhận quý vị rồi đó Nên hồi tối những đức có gặp một anh chàng thanh niên những đức Nói chuyện với ảnh mấy câu Anh nói sau cuộc đời của con đang phước xuống dốc thầy ơi Thầy thấy con đẹp trai những đức nói Anh đẹp trai lắm Đẹp trai gì đó thầy Mà đi làm công ty nào nó cũng không cho làm đó thầy ơi nó đi, nó đi muốn le lử Rồi những Đức hỏi anh vì sao mà anh bị như vậy? Anh nghe được học pháp một pháp thời gian, anh coi lại coi anh đã gieo nhân gì? Chúng ta gặp một cái quả báo không tốt, chúng ta hãy kiểm lại cái nhân mình đang sống như thế nào đi. Tại sao mình không kiểm? Thí dụ như con mình hôm nay chửi mình, mình hãy xem lại khi chúng ta sanh nó, chúng ta đã dạy nó như thế nào? Chúng ta có dạy nó đạo đức hay không? Nếu chúng ta sanh mà chúng ta không dạy Thì chúng ta phải chịu cái quả báo Là nó chửi mình Tại vì chúng ta chỉ có nuôi mà không dạy Vậy thì bây giờ cuộc đời của anh Tại sao anh có học Anh đẹp trai, anh đi làm Ở đâu người ta cũng không tiếp nhận anh Anh phải coi lại cái hành động của anh Cũng như một cái cây khô mũ Thì cây sẽ chết Một cái lưu bể Làm sao chứa được nước vậy thì anh coi là cái hành động của anh anh đã làm gì thì cái anh này nói với những đức rằng con phạm tà dâm nặng nề từ khi còn trẻ coi phim đen thủ dâm nặng nề những đức nói tiêu rồi anh nghe những đức chia sẻ cái buổi mà khuyên người bỏ sự tham dục đi bây giờ xin thưa quý vị nghe trẻ em bây giờ nó đang bị trong một cái tệ nạn thêm này rất nặng nè thủ dâm coi phim đen thủ dâm rồi thêm cái nữa quý vị biết con quý vị đi học cầm điện thoại quý vị biết nó nghe gì không nó nói chuyện kích dâm với nhau thêm bệnh này nữa ghê chưa có nghĩa là nó nghe những cái câu nói chuyện về dâm dục để nó nghe nó 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 hưởng thụ cái cái, cái dục vọng của tâm nói vậy kinh khủng chưa nếu mà nó làm như vậy thì phước nó sạch từ tâm luôn rồi bắt đầu là nó thỏa mãn là chính nó phải làm nó luôn. Con trai cũng có, con gái cũng có luôn quý vị. 11, 12 tuổi, 9 tuổi cũng làm luôn. 3 năm sau tức khắc lưng gồm xuống. Mặt sạm hết. Da nhăn lại. Đầu óc tối tâm. Đi thì chân cẳng xương kêu lụp cụp lụp cúp. Chừng 3, 4 năm thôi thủ dâm ba bốn năm thôi thì bắt đầu chân lúp cúp lúp cúp xương bên trong mà bây giờ trẻ em nó đang bị vào trạng thái này nhiều lắm quý vị ơi mà có nhiều người người ta nói rằng là thủ dâm nó có lợi ích trời ơi đúng là trong cái thời đại kinh khủng thì chứ mà có học đó quý vị mà họ nói những điều như vậy đó no. Nên á, quý vị biết rằng là Cái thứ này nó tổn phước rồi Khi nó tổn phước rồi quý vị biết Một cái người mà làm gì cái việc đó đó nghe quý vị Người họ từ từ hôi lắm Và da mặt nó sạm hết Nếu mà nó nặng nữa trạng thái từ từ Nó suy si hoàn toàn cơ thể Xương bên trong nó lập cập lập cập như một người già Mà trong khi trẻ Người cao từ từ nó lung lại Nó rút lại Vì phải nhớ rằng tinh khí thần là chắc quý nhất của con người mà nếu nó sử dụng nhiều quá Thì tức khắc người nó mau già Nên quý vị coi một người phụ nữ hay người đàn ông Có vợ có chồng mà không nghe đạo đi Nó rất là mau già Vì nó gần gũi quá nhiều nên nó mau già Vì cái đó là nó sức tinh khí thần ra nhiều quá Thì nó mau già Nên tại sao một cái người tu Họ càng tu họ trẻ lại Hôm qua cái cô kia cô gặp những đức có nói rằng Biết thầy lúc còn trên Đà Lạt Tới bây giờ là 8 năm mới gặp lại Thầy bây giờ trẻ ngày xưa Những đức nói đúng rồi vì nó đỡ tối đa cái chuyện sử dụng về tinh khí thần nên con người từ từ nó trẻ và trí tệ nó sáng lên ít sử dụng lại Nhờ... còn ngày xưa sử dụng nhiều chưa đi tu sử dụng nhiều nó già chết và nó săn si khi tinh khí thần mà nó nó hao hụt nhiều quá thì tức khắc con người nó thường săn hận và nó có những ý nghĩ mà gọi là cũng bộ lắm quý vị làm sao làm ăn được làm việc lên thì phải nhớ rằng cái chắc đó cũng như là đủ điện vậy đó Đủ điện thì đèn sáng Còn cái chắc đó mà hút là hết điện Điện đã hết rồi thì đèn tắt rồi quý vị à Nên một con người mà khi mà họ kiệt quệ đến cái mức như vậy Tức khắc họ hết phước Người ta vừa nhìn họ là tự nhiên người ta thấy nó có một sự ác cảm lạ thường Khi con người mà hao phước Người ta vừa nhìn quý vị thấy một có một sự ác cảm lạ thường lắm Thì cái anh đó hỏi những đức Thầy nhìn con có ác cảm không? Những đức nói muốn quýnh anh luôn bây giờ ác cảm <laughs> nhìn anh muốn quýnh anh luôn nữa trời ơi ngồi ở trên học tập đạo làm con nhìn xuống dưới là nhìn thấy anh là thấy ghét nhất á <laughs> tiểu ghê không trời ơi tại vì sao vậy anh hết phước anh hết phước thì nhìn thấy ghét còn khi anh có phước thì tự nhiên nhìn thấy thương quý vị coi bóng đèn sáng nó sẽ xóa tan bóng tối bóng đèn tắt thì bóng tối vô minh sẽ ảo ạt đến Quý vị thích bóng tối hay là thích ánh sáng? Nguyên lý rất dễ hiểu. Anh hỏi bây giờ con phải làm sao? Hay anh hỏi con này đúng rồi đó. Bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thì tích tụ lại. Ngưng thì bữa nay học tập. Từng tiếng niệm Phật đều là đoạn ác. Từng tiếng niệm Phật đều là tu thiện. Anh hãy phát tâm đoạn ác tu thiện Ngưng những điều ác này lại Thì ba năm sau Đèn này sẽ sáng <laughs> Phương pháp rồi đó Anh có thể chịu kiên nhẫn không Chịu kiên nhẫn ba năm không Ba năm luyện lên đi Vì sao những đức giám nói con số ba năm Vì chính những đức ba năm Ba năm vô chùa chân thật nhiệt tình Ba năm rèn luyện lại Gầy dựng lại hoàn toàn Ba năm có kết quả quý vị ba năm có kết quả nên một con người thủ dâm nặng nề tạo nghiệp tà dâm nặng nề làm điều sai ác nặng nề quyết tâm sửa lỗi trong vòng 3 năm có kết quả liền quý vị không kêu người tìm kiếm quý vị cũng có người tìm kiếm quý vị nữa bạn bè thiện sẽ tìm mình bạn bè ác sẽ xa mình nên hồi tối những đức nói với cái anh mà tạo nghiệp tà dâm đó những đức nói anh biết rằng cái tội tà dâm này là loài quỷ hút tinh khí thần nó đeo đẳng bên cạnh anh á nó mỗi ngày nó làm cho anh phải làm điều đó đi để nó hút tinh khí thần từ nơi đó mà anh á giết rồi tự nhiên con người anh nó sắc diện nó u ám tối tâm ai nhìn ai anh người ta cũng chạy mắt dép đó nó nên một người phụ nữ mà muốn trẻ đẹp quý vị biết rằng là giảm tối đa cái chuyện giữa vợ chồng với nhau thì đó là giữ sức khỏe cho nhau đó giữ sức khỏe cho nhau đó quý vị nên từ nơi đó mà muốn giữ nhan sắc là là từ ngay cái tâm mình mà mà liền nó tức khắc nó tích tụ được phước liền cái gì đó không? pháp môn tịnh độ này hay lắm chư tổ sư cũng nói mạnh dạng một câu rằng phương pháp tích tụ năng lượng mau nhất là phương pháp gì tổ sư nói nghe phương pháp gì phương pháp niệm phật là tích tụ năng lượng công đức nhanh nhất à, nhanh nhất luôn tại vì sao a là vô với đà là lượng phật là giác chúng ta mê hoặc điên đảo thì năng lượng sẽ giảm sút rất nhanh dù quý vị chưa đi làm ác nhưng tâm địa ác của quý vị mỗi ngày khởi lên nặng nề như vậy thì nó hao hụt cái năng lượng của quý vị nhiều lắm còn nếu như mỗi ngày vị niệm a với đạo phật dùng năng lượng a với đạo phật là thiện nhất này để mà nuôi thăng tâm mình vậy thì, thì năng lượng quý vị tích tụ lại chứ làm sao tích tụ chứ làm sao quý vị nên tại sao ngày chủ nhật đông vì quý vị đi đến đây là nó tích tụ năng lượng nên có những người nói rằng là một buổi chủ nhật này thôi mà người ta cả tuần người ta làm việc ngon lành. Mà tới tuần rồi là hết. Đi đến đây nạp nữa. Vậy thì nhận đức nói như vậy thì quý vị phải biết cách để nạp năng lượng đi. Là gì? Là mỗi ngày quý vị bấm số niệm Phật. Sáng tối dụng công phu. Như vậy thì quý vị ở đâu cũng tự mình có thể tích tụ năng lượng. Có người khi yếu quá thì phải cần cái bình bự để mà nó truyền điện cho mình. Còn khi mà mình đủ năng lực thì chính mình đủ khả năng sạc cho mình thì ngon lành. Mà phương pháp niệm Phật là phương pháp chỉ người tự mình sạc bình cho mình được. Nên những đức muốn cho mỗi một gia đình đều có thể tự sạc cho gia đình mình được. Bằng cách nào? Niệm Phật. Nhà nào cũng có tượng Phật nhà nào cũng có phương pháp tu những đức đang làm cái lo mà điệu địa, địa chung và lễ phật đúng một cái lo gọn hay rẻ một cái lo riêng biệt đúng một điệu hộ niệm riêng biệt không dính cái gì vô hết để làm chi mỗi một gia đình đều có một cái lo hộ niệm để ở nhà bất cứ gia đình mình có hậu sự gì thì tức khắc chúng ta ai gia đình nào cũng hộ niệm cho nhau được hết rồi phương pháp tu thì gia đình nào cũng tu được Đây là cách mà đem pháp môn tịnh độ để vào từng nhà Nhà mình có một con vật nào chết cũng đem cái lo đó ra hộ niệm Chờm sớm có người già yếu mình phi niệm Phật được Đem cái lo đó đến để hộ niệm Chỉ cần bật lên là hai ba người hộ niệm được rồi Dùng cái cách này mới là cái cách đặc sắc Còn ban hộ niệm thì được mấy ban được mấy ban nên chúng ta phải dạy ai cũng hộ niệm được vậy thì đặc sắc ai cũng hộ niệm được mới đặc sắc còn có ban hộ niệm thì cũng tốt nhưng chúng ta luyện làm sao ai cũng có thể hộ niệm được hết vì thì mới đặc sắc đó đem tịnh độ làm sao mà giải rộng như vậy đó nó mới đặc biệt mà bây giờ quý vị coi phải là quý vị đi đến đây quý vị đã có phương pháp tu không nhiều người ở ngồi đây nè bây giờ hiện tại khắp nơ nơ luôn là phương pháp tu rất chuẩn xác những đức tu những đức đã tính kỹ rồi Nếu như những đức đưa lên tới thờ khóa Mà một tiếng rưỡi bị cũng bỏ cuộc nữa Cho vị biết Một tiếng rưỡi cũng bỏ nữa Nên những đức đã tính rồi Một tiếng năm phút là được à, Được rồi Tính kỹ lắm á à, Tuy là vốt nát Chứ tính thôi Tính sát nút luôn <laughs> Nên nói vị nhớ Tính như vậy đó cho vị tu được á chứ không phải đưa phương pháp tùy tiện đâu không phải đưa lên mà tiếng gửi hai tiếng dài không có dạy bị không có tu được đâu tu giữa chừng bỏ cuộc tu giữa chừng ngán quá nghỉ chứ không gì chứ nghe còn cái thờ khóa ít như vậy nhất định quý vị sẽ tu hết một thờ mà một thờ hết nó thèm chiều còn thích tu nó gì thấy ít quá mà có một tiếng tu một cái vèo xong thôi thấy không nên từ nơi đó quý vị đi đến đây làm sao mà nắm được một phương pháp á, nó mới hay chứ nghe không mà không nắm phương pháp là thua thí dụ như mấy cô đây có những cô mang nghiệp phá thai đi cả ngày mấy cô bấm số niệm phật đi Mấy cô cứ nhớ ai với đào Phật đi Mấy cô đừng có bận tâm cái chuyện quá thay đã qua đó Và với cô quỳ trước Phật Là với cô chấp nhận trả món nợ này Dù cho đau đớn khổ đau cỡ nào Con cũng vui trả nợ này Cứ thành tâm mà nói như vậy rồi thành tâm niệm Phật đi Thì đây là gọi là thật sự sám hối đó Chứ không có chấp hờn nghe không Chứ không có nói à Phật ơi tại sao con tu rồi con niệm Phật Rồi con cúng dường rồi con bố thí Rồi con làm tùm lum điều hết Mà sao con vẫn bệnh vậy Phật ơi Phật bộ Phật không thương con Sao Phật không có đúng đâu Tầm bậy quá Mình đã tạo cái nghiệp nhiều quá Bây giờ đến lúc mà người ta đòi qua báo mình Tại sao mà Mà mình đi hờn trách Phật Mình phải là chấp nhận Cái này mới là gọi là thật sự sám hối hay không mà khi quý vị chấp nhận Người quý vị cũng có khổ Nhớ nè, chấp nhận là không có khổ. Giống như lấy một thằng chồng ăn nhậu say xưa quýnh đập mình mà khi mình chưa chấp nhận thì mình khổ vô cùng khi sống với nó đúng không? Nhưng khi quý vị chấp nhận rồi quý vị, vị sẽ không có khổ. Chấp nhận là như thế nào thầy? Trời ơi nó ăn nhậu bê tha nó không lo làm ăn mà thầy kêu con chấp nhận là sao? Thì những đức nói tôi kêu cô chấp nhận là như vậy. Tại vì cô thiếu nợ nó. Bây giờ cô muốn buông nó, cô buông có được Dù biết rằng nó ăn nhậu bê tha, nó không lo làm ăn Nhưng mà cô buông nó không có được Cô gặp mặt nó thì cô thấy ghét Nhưng mà khi nó đi đâu mất tiêu là cô nhớ nó à Là cô biết rồi Cô biết là cô còn thiếu nợ nên cô mới bị cái trạng thái này đúng không Cô nói, ờ à, đúng, sao thầy nói hay trời <laughs> Nó đi là tự nhiên Sao thấy lo lo cho nó Mà nó về thì gặp mặt nó thấy ghét lắm Kỳ cùng vậy đó Muốn bỏ bỏ không được nó Tại vì mình còn thiếu nợ nó mà mình thiếu nợ nó mà cái cách trả nhanh nhất là bằng cách nào có biết không nó cho cho thầy nói liền đi trời trả nhanh nhất trả nhanh nhất được đó thì thấy thế gian không thế gian nó muốn nhanh nhất không rồi, quý vị cái gì cũng nhanh nhất cái cái gì mà sung sướng thì lâu lâu còn cái gì mà khổ đau thì giết đi thầy cho xong cái khổ đi thầy còn cái gì mà ăn ngon mà sung sướng á lâu lâu đi thầy trời ơi đúng là chúng sanh nó kinh khủng như vậy đó quý vị thấy không lúc mà hưởng thụ thì như thế nào còn nó lao theo cái hưởng thụ nhưng lúc mà trả nợ của cái hưởng thụ thì mau mau đi trả cho xong đi cách nào thấy chưa đây gọi là vọng tưởng đó quý vị à vọng tưởng đó thấy không nên chúng ta chấp nhận trả nợ cho ông chồng này đó là vui trả món nợ trong tâm chúng ta vì có phương hướng nên chúng ta đã chấp nhận trả nợ ông chồng này là vì chúng ta thấy cuộc đời con người ai cũng sẽ chết đi Nhưng mình bây giờ biết niệm Phật Có phương hướng gì cực lạc rồi Nên mình vui trả món nợ ông chồng này Là trả món nợ đời Khi chúng ta đi là đi về cực lạc Đúng rồi đó Đúng rồi đó Thấy không Chứ không phải kia bị chấp nhận trả nợ ông chồng này Rồi bám biếu vào ổng Rồi thương ổng Rồi hẹn đời đời kiếp kiếp gặp lại ổng nữa Vậy thì không đúng Nhưng mà những đức nói là trả nợ cho ông chồng này Mà mình có phương hướng mình tu Mình niệm Phật hướng mình là đi về thế giới cực lạc là đúng nó có phương hướng rõ ràng thấy chưa? Nên từ nó đó pháp môn tịnh độ này hay lắm. Pháp môn tịnh độ này có thể nó giải quyết tất cả vấn đề khổ đau cho nhân sinh luôn. Rồi những đức đọc lời tổ sư mà bao nhiêu vị thông tông thông giáo đều tán tháng tịnh độ. Có một đoạn nè mà bữa đó chúng ta học hai đoạn còn đoạn quý vị. Về nhân duyên quý vị coi, về nhân duyên là về cái thời đại mạt pháp mà nói là về nhân duyên thấy không? mà chư Phật chỉ điểm là thời mạt pháp niệm Phật thành tựu và chư tổ sư hoàn truyền tịnh độ là theo lời của Phật chỉ dạy là về nhân duyên của thời mạt pháp là tu pháp gì không? về nhân duyên là như vậy từ đầu mạt pháp trở về sau căn cơ của quần chúng hầu hết là hạng chúng hạ muốn thực hiện mục đích lợi sanh trong thời đại này chư bồ tát phải tùy cơ duyên mà chủ trương tịnh độ các tông khác đi cũng rất càng chánh hưng nhưng chỉ thuộc phần thứ yếu bởi sự lợi ích không được phổ cập từ trước chư tôn túc trong các tông khác cũng xét biết điều này nên tuy vẫn hằng dương bộ môn mà phần nhiều đều quy hướng tịnh độ như chân yết liễu thiền sư nói những vị dưới tông tào động đều mặc tu tịnh độ bởi tịnh độ thấy phật còn dễ hơn thiền tổ sư muốn nói là về nhân duyên thì dù là quý vị tu ngoài tịnh độ nhưng cũng cần chấn hưng nhưng phần thứ yêu tại vì cái bộ môn của mình nếu mình bỏ phế thì coi không được mãi vị nhớ nghe đại sư liên trì là ngày bỏ luôn á đại sư liên trì là bỏ luôn á Ngài là bậc tu thiền mà được truyền tâm ấn Ngài bỏ luôn Ngài quy hướng tịnh độ 100% luôn Nên cái thời đại rất nhiều bậc học giả Mà mà đến mà chấp vấn Đại sư Liên Trì Tại sao Ngài làm như vậy Trong khi tu thiền Ngài nổi bậc như vậy Là bậc được truyền tâm ấn Vậy mà Ngài bỏ luôn thiền tông mà truyền tịnh độ là sao Mà Đại sư Liên Trì Ngài trả lời hay lắm Mà rộng quá như thế không nói hết được Nó, Phải nhớ còn công đoạn này nói nếu bổn tông của mình Mình phải hoàn truyền Nhưng về thứ yếu thôi Tại vì nó không có xác thực Để lợi chúng sanh trong thờ mạt Pháp Phải nghe theo lời chư Phật Dù mình tu các Pháp khác ngoài tịnh độ Nhưng mà cũng là hoàn truyền Bổn tông của mình Nhưng mà phải khuyên người Dạy người niệm Phật là điểm chính Cầu sanh cực lạc Vì đây mới là lợi ích xác thực Cho chúng sanh thờ mạt Pháp Thấy không? Đặc biệt lắm, rất là hay về như thờ cẳng đại đế nhàn pháp sư ti truyền bá tông thiên thai đế nhàn pháp sư là một vị mà gọi là được truyền cái phương pháp tông thiên thai như là tổ sư tông thiên thai tổ sư nghe quý vị xong vẫn niệm phật tổ sư tông thiên thai là ngày đế nhàn dạy ông thợ giá nội niệm phật đó ngày đế nhàn pháp sư là tổ sư tông thiên thai Xong vẫn niệm Phật Ngài vẫn niệm Phật Khi sắp viên tịch Ngài đọc lời kệ khuyến tấn đại chúng rằng Nghe bài kệ của Ngài Đế Nhàn là Tổ sư Tông Thiên Thai nè Tôi nhờ niệm Phật Tịnh độ hiện tiền Thọ dụng chân thật Chúng rắn tinh chiên Đúng. Ngài Đế nhà Ngài nói tôi nhờ niệm Phật Tịnh độ hiện tiền Thu nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền Thọ dụng chân thật không? Pháp môn tịnh độ thờ mộc Pháp là thọ dụng chân thật Nên truyền tịnh độ là truyền chính nhất Còn các tông khác là phụ thôi Không bỏ tông mà là phụ trợ Còn chánh tông là truyền niệm Phật Nên nếu quý vị tu các Pháp khác mà không dạy người ta niệm Phật Thì những công đoạn này quý vị nên xem xét lại nên Ngài giảng sanh Ngài phiên là đại chúng cố gắng tinh chuyên Niệm Phật cầu sanh cực lạc Ngài để nhà Pháp Sư đó Còn Ấn Tổ Ngài nói một câu này Những đoạn này quý vị nghe là tính nguyện quý vị phát triển mạnh lắm Nếu quý vị là người tu tịnh độ mà nghe được những cái công đoạn này là Tính nguyện quý vị kiên cố vô cùng mà tu nó đặc biệt lắm Nè Ấn Tổ Ngài dạy nè Ấn Quang Đại Sư Ngài dạy trong mấy mươi năm lịch diệt Bắc Nam là mấy mươi năm từ khi mà ngài mà từ cái lúc mà khoảng năm mươi tuổi ấy, là ấn quan đại sư ngài đã có quy y cho người, vì vị cư sĩ này đem cả gia đình lên mà mà thỉnh ngài để quy y mà ba bốn lần ngài nhìn nhân viên ngài thấy người ta chân thật quá ngài mới quy y, là ấn quan đại sư là năm mươi tuổi hơn năm mươi tuổi ngài mới quy y quy y cho cư sĩ tại gia quý vị. Chứ đừng nói bây giờ mà mình mà đi thu gom Phật tử mà tại gia quy y với mình mệt quá. Ăn quan đại sư nè, những đức đọc đại sử của ngài mà. Thì ngài nói rằng là mấy mươi năm là từ khi mà năm mươi mấy tuổi là bắt đầu là ngài có đi nhiều. Lúc đó là ngài đạt được khả năng hết đầy đủ đi độ sanh nha. Trước thời gian đó ngài chưa nhập thất thì ngài cũng đi nhiều lắm. Và ngài nói rằng là ngài đi Bắc Nam đi nhiều lắm, không? đi nhiều đi về hàng muôn dặm đó nhiều đi nhiều đấy không tôi kinh nghiệm thấy những vị thông minh hiểu suốt tông giáo ăn tổ ngày nói là thông minh hiểu biết tông giáo thấy nhiều người như vậy không? khinh thường tịnh độ thông minh hiểu biết tông giáo mà khinh thường tịnh độ coi tịnh độ rẻ lắm như là tịnh độ dành cho hãng đàn bà con nít những kẻ ngu ngốc mà niệm phật xem thường tịnh độ lắm khi lâm chung phần nhiều mê loạn Đôi khi có trạng thái kêu la Thông minh như là hiểu biết tông giáo Thông giáo Nhưng mà lại Khi lâm chung thì có trạng thái kêu la Là mê á Đây là tổ nói đó nghe Còn những người chân thật niệm Phật Dù tính nguyện chưa chí thiết Không có thội tướng lúc lâm chung Nhưng họ chết đều an ổn cả Cho nên từ lúc sanh tiền cho đến khi vá vãng Môn niệm Phật đích thực là con thuyền cứu khổ nhân sanh Trong thờ buổi này vậy à, Ăn tổ dạy đó. Nghe rõ ràng chưa? À. Những người thông minh hiểu biết quá trời nhiều luôn Xem thường tịnh độ Ấn Tổ nói khi chết thì kêu la Còn thua một người bình thường niệm Phật Mà chưa có tính nguyện gì Chỉ có niệm Phật thôi Dù là thội tướng cũng không đặc biệt gì Nhưng không đến nỗi chết mà kêu la Đáng sợ Mà chính trong chùa mình mình thấy rõ ràng Niệm có 2-3 năm thôi là ra đi Thấy đặc biệt rồi Ờ Niệm 2-3 năm thôi là đi đặc biệt rồi những đức nhìn thấy có nhiều vị không niệm Phật. Phần nhiều chết trong bệnh viện không? Ờ. Tu nhiều năm luôn mà chết bệnh viện, chết trong phòng lạnh, chết trong cái cái chỗ mà đóng cửa kính lại có người hầu hạ đồ rồi chết trong đó không Chứ không có được Phật hầu hạ. Nếu như quý vị mỗi ngày niệm Phật thì Phật sẽ hầu hạ quý vị. Phật hầu hạ là như thế nào? Là khi quý vị gần chết, nhiều người niệm Phật đến cái niệm Phật cho quý vị gọi là mỗi ngày chúng ta nhớ phật niệm phật thì khi cặn tử nghiệp chúng ta phật sẽ phái người niệm phật đến để niệm phật gọi là hầu hạ chúng ta lúc lâm chung cho chúng ta nhẹ nhàng bước lên đài sen về cực lạc còn quý vị không niệm phật mà quý vị niệm ta bà ha thì ta bà ha thì mấy con ma ta bà nó lôi kéo vậy thôi dù là tu bao nhiêu chục năm Nhưng quý vị không niệm Phật Thì quý vị ta bà ha Thì con ma ta bà này bao vây lại Giống như nó thương quý vị lắm Ma ta bà chúng ta ngồi đây nè nó, Ma hay Phật cũng do ta mà thôi Một niệm là ma Một niệm là Phật Tùy theo cái niệm của mình thôi Muốn làm ma là ma Muốn làm Phật làm Phật à Cái này mới tự tại nè Bây giờ muốn làm ma không Làm ma Muốn làm Phật không Là Phật Muốn làm ma không cổ cải gồm cho tao đem cổ cải cho tao là má muốn làm phạt không muốn chia cổ cải cho bà con nghèo bà con đang bị lũ lụt chia ra cho bà con được sống là phở à. <laughs> vậy thôi nên chúng ta vô cùng là tự tại nên bây giờ quý vị mà biết tu rồi quý vị mỗi ngày mà ít phiền não quý vị kiểm nghiệm qua những điểm phiền não và quan hỷ thì tức khắc quý vị thấy phiền não và quan hỷ nó nằm trong tầm tay quý vị luôn thoải mái luôn quyết định cho nó luôn khi quyết định hết cho phiền não và niềm vui tất cả những thứ mà phiền não được vị quyết định luôn thì tức khắc quý vị không còn sợ nó nữa, nữa tại vì bị thí nghiệm luôn săn si thử coi săn si thử coi thì tự nhiên quý vị thấy săn si không nên đúng không nó tại vì săn si nó là ma mà mỗi ngày nếu mình không niệm Phật Thì là mình niệm ma nhiều quá Mà mình niệm ma ta bà Thì ma ta bà nó cặn tự nghiệp nó sẽ đến Nó thương mình lắm Ma ta bà nó cũng thương mình Tại vì mình mỗi ngày thương nó Mình thương con ma ta bà Thí dụ tí mình là niệm Phật Mình là cha mẹ mình biết niệm Phật Nhưng mà mình mỗi ngày mình niệm Phật Nhưng thật sự mình đặt con vào cái tâm mình Nghĩa là ti niệm Phật Nhưng mà con 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 Niệm Phật mà chồng 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 niệm phật mà vợ 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 niệm phật mà cổ của, của của niệm ra cái thứ này không tuy chúng ta niệm phật mà tâm chúng ta đặt vào chỗ đó vậy là chúng ta niệm ra ma tuy cái miệng niệm phật mà cái tâm nó không niệm ra phật từ nơi đó mà nó cái tâm nó niệm ra ma mà cái giảng sanh không phải cái miệng và cái thân này giảng sanh mà là tâm giảng sanh mà chúng ta chưa phát tâm nên chúng ta tuy mỗi ngày niệm phật nhưng chúng ta mỗi ngày dính mắt con ma ở khỏi ta bà tuy niệm phật ở trong chùa vô chùa tu có một buổi chủ nhật vậy mà để điện thoại reo để có người nhà có báo tin gì hay không hoặc là tu xong vừa bước ra chánh điện cầm điện thoại bấm 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 điện bà ơi nhỏ gì chưa đó thấy chưa có nghĩa là phật được có một chút xíu là chạy ra ngoài là chạm cùng với con ma mà con ma nó đã chạm mấy chục năm cùng với ma ma ta bà ma ta bà ha từ nơi đó chúng ta dính vào con ma đó thì cuối cuộc đời chúng ta chúng ta bồi dưỡng cho con ma thì con ma sẽ tìm đến chúng ta. Phải không? Đó ràng, nó nên từ nó đó đối vị biết rằng ma ta bà ghê lắm. Nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Vị biết rằng khi quý vị chưa cho tiền nó hết nó lỡ nó mẹ ơi, ba ơi con như vậy con như vậy con như vậy cho con đi cho con đi nó ngọt lắm hoặc nó cầm quạt nó làm nè quạt 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 nó khi nó lỡ gặn vì nó nựng mẹ nựng ba nó dựa vô người nó làm cho quý vị trộ thương yêu nó kinh khủng lắm xong cái bắt đầu là của cải vị mới xuất ra sức ra hết sức ra hết sức ra hết nghe vì khi cho nó sạch xong bắt đầu là con ma nó vắng bóng nó vắng bóng nó vắng bóng là nó làm cho vị khổ thêm cái cô đơn tại vì nó cho quý vị tình thương rồi quý vị mới đưa nó lại tiền bạc khi quý vị hết tiền bạc thì nó vắng bóng Nó vắng bóng thì quý vị bị, bị cô đơn Là quý vị đã bị như là bị mắc nó rồi Quý vị buồn đó, 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 nó chiêm tình cảm Chim tình cảm xong quý vị khổ vì cô đơn nghe không? Khổ vì cô đơn xong nó không tìm đến để thăm lơm gì hết Rồi đến lúc nào nó tìm đến Nó vuốt cái đoạn cuối cùng Là khi quý vị gần chết nó tìm đến Tại vì quý vị mỗi ngày nằm đó ngồi đó nhớ đến con ma thế gian Cuối cùng thì cặn tử nghiệp là cái quyết định của cuộc đời quý vị là nó tìm đến cuối cuộc đời là tức khắc nó nó quy tụ ma nó nó quy tụ về liền nó đến nó là mẹ ba ơi, ơi, mẹ ơi đừng có bỏ con nghe đà, 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 mà đó, 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 ma đó ma đó ha ma đến rồi đó khóc lóc nè nó 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 làm đủ cách nó nắm tay nắm chân nó kéo nó cấm nó, nó kéo quần quý vị nó nắm cổ quý vị có không có không có cha mẹ chết mà có có nhiều đứa con nó lỡ nó khóc nắm tay nắm chân không đà, đà, mà đó, đó ma đó nó lợi nó nắm, nó kéo, nó làm cho quý vị Đau đớn tại vì Phật nói là lúc gần chết Như con rùa bị lột mai Vậy mà đứa con này nó lợi nó làm cái gì quý vị Nó nắm tay nắm chân, nó xe cổ Xe đầu quý vị, nó khóc lóc Nó lấy đầu nó, nó vụ dụ vụ vô mặt quý vị Rồi nó làm đủ cách hết trơn Nó la lối có những đứa mà nó vừa chưa đi Vô tới nhà mà tới cổng nhà thôi Mà trong khi lâu lắm nó chưa về thăm cha mẹ gì Vậy mà nó nghe tin ông bà chết rồi Bắt đầu nó về vừa tới cửa nhà Chưa vô nhà nghe Mà nó lết từ bên ngoài Nó lết vô Nó lết như ma lết đi <laughs> Nó lết trời ơi Nó lết nó kêu Ba ơi Trời ơi Ba bỏ con Ba ơi Ba Nó kêu úm um sùm đó mà đó nó Nói thì như vậy đó Nếu quý vị mà hiểu Thì quý vị sẽ biết à Con ma này nó ghê gớm lắm trời ơi nó dùng mọi thủ đoạn nó lúc đó quý vị biết à nó nó bóp tay bóp chân nó gịch quý vị lúc đó quý vị nói trong tâm quý vị biết vị nói máy mày tao làm tao đau quá mày buông tao ra tao săn hẳn lên vừa săn hẳn lên một cái là mình chết một phát là đẩy thẳng xuống địa ngục luôn ma nó đẩy mình thẳng xuống dưới địa ngục luôn ghê chưa thấy con ma ghê chưa mà con ma đó là ma gì? Là ma con á Ma con bên cạnh á ừ, chứ bị biết Nó đùa cái bị vượt qua con ma con đó đó Rồi bị tu được Con ma chồng ma vợ á bên cạnh á Người ta là giúp Nhưng mà con ma bên cạnh đó Nó lại hại mình đó nó, nó hại mình đó, mỗi ngày đó, nó bồi dưỡng tình cảm rồi nó đẩy thẳng đi xuống tam đồ ác đạo luôn đó quý vị nên phật mới xa gia đình tu chứ bây giờ thấy tử tác đạt đa tại sao ngày không tiện hiện kêu vua tịnh phạn cắt cho một cái tịnh xá gần hoàng cung để tu đi mà tại sao thái tử đi xa thái tử tu thái tử muốn thị hiện là đi tu phải xa gia đình vì cái tình cảm gia đình khó ai vượt qua còn bây giờ mình là có vợ có chồng mà tôi nói như vậy là tôi nói cái người đi tu chứ không phải kêu mấy ông mấy bà bỏ gia đình đi tu nghe chưa Ôi ơi Chúng sanh bây giờ phải nói cho rõ ràng đó. Bây giờ mình có vợ có chồng là mình lo cái trách nhiệm của mình cho tốt Và nghe đạo hiểu đi Và trong hoàn cảnh nào tu trong hoàn cảnh nấy Đừng có khổ tâm gì hết Vậy là tu rồi Còn người ta là người ta đủ duyên đi xuất gia Người ta phải sai gia đình Chứ không thôi bây giờ mình xuất cái ngôi chùa cái nhà Xuất gia Còn người thân cứ đi chùa hoài Đến chùa đến chùa hoài sao mình tu đây rồi họ đi đến chùa rồi mình kể lễ cái chuyện trong chùa mình khổ sao sao rồi họ nóng mũi lên họ chửi mấy ông thầy mình mất công nữa có chuyện đó nữa mà nên từ nó đó, đó mới sai gia đình mình có khổ gì cũng một mình mình chịu gia đình không biết từ đó mình mới tu được quý vị đó. nên nếu đi tu mà tự nhiên hai ba người bạn đi tu chung thế nào cũng rất hết trơn à sao khi mình vô cái chỗ tu á lỡ mình bị ăn hiếp nè lỡ mình bị kêu làm nè làm là luyện công phu bị ăn hiếp là liện, rèn luyện chữ nhẵn hiểu không mà bây giờ mình bị ăn hiếp mình làm cực thì bạn của mình nó nóng mũi lên nó nói, tại sao mày hiếp bạn tao mày hiếp bạn tao mày cái đầu nó ra mặt nó ra mặt thì nó đụng độ đụng độ thì mình tức nóng mũi lên mình cũng chơi luôn cuối cùng thì ba tên đi về đời hết luôn nên đi tu là đi một mình nếu ba người phát tâm thì mỗi người một hướng phát nguyện rồi mỗi người một hướng đi đi Tùy duyên của mỗi chỗ phát tâm kiên cố mà tu đừng có ở một chỗ mà ba bốn người bạn đi tu chung nó rất là khó tu quý vị à Thà một mình đơn thân độc mã Bị cái gì của một mình mình chịu Chịu đựng được hết 4-5 năm sau gầy dựng được mình rồi gặp lại không sao Tại vì mình đủ bản lãnh rồi quý vị Thì được à, Phải nhớ đó Nên những đức đi tu đi mình Nó có hai bạn muốn đi tu chung nữa thôi Mỗi thằng một con đường Anh đi đường anh Tôi đi đường tôi không, những đức vô trong chùa những đức tu cực cỡ nào những đứa cũng tu được tại vì sao chịu đựng được còn mình dẫn theo cuối cùng rớt hết trơn sao Năm năm sau hai thằng kia đi về đời cứ vợ Còn những đức thì hiện tại vẫn còn Tôi nói còn chứ tôi chưa có biết Hiện tại tôi còn <laughs> Còn nhưng đoạn đường còn dài Từ từ tính sao Thấy không Chứ tôi không nói hay ho vậy chứ, không? nó, cứ là đi một ngày tính một ngày thôi đi ngày nay tính ngày nay cho tốt thôi còn ngày mai, ngày mai tính sao đúng không bữa nay còn ở đây ngày mai không thấy ở đây là biết rồi <laughs> chứ không ai nói hay hòi gì cõi đời đúng không nhưng mà chúng ta tin chắc rằng học pháp là tốt học pháp là đặc biệt là tốt nó ăn tổ ngày nhắc nhở những động văn này tuyệt nghe tỉnh độ mà nghe như vậy mới tuyệt vời nó khởi tính tâm thế vị nhớ chúng ta là phàm phu nên lấy cái tâm mình ký gỡ vào cái trí của Phật để mà tu đi TV thành công phá lên tính nguyện là ngay chỗ nào Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc đại trí ngài đã nói rằng tịnh độ thù thắng thờ mọc pháp niệm Phật thành tựu chúng ta không đủ bản lãnh để nhận thức được tịnh độ tịnh độ này rộng lắm xin thưa với quý vị những đức đã đọc qua sách tịnh độ cũng tương đối những đức thấy tịnh độ không đơn giản chút nào Toàn là những người tu tịnh độ Là những bậc thông tâm thông giáo không Những bậc không tầm thường chút nào hết Bởi vì lúc trước Mình đọc trong kinh Phật dạy là Tịnh độ muôn kinh vạn luận tán thán Mình nói ủa Tịnh độ đơn giản thôi mà Càng Chi tìm ra thì mới thấy không đơn giản chút nào Nên cái người tu tịnh độ Mà cả đời mà kiên cố tâm Không đơn giản đâu quý vị ơi Không đơn giản đâu nó rớt sạch hết nó không có còn được mấy người hết trơn nếu mà nó đậu tu tịnh độ này hết vậy là nó giải sanh hết trơn rồi nó đại sư thiện đạo ngày nói chỉ cần người này tính nguyện cả đời không thay đổi niệm có vật hiệu thì 10 người thành tựu 100 người thành tựu một ngàn người thành tựu hết nhưng cái người mà tạp tu thì vạn người khó tìm ra hai ba người tạp tu Vạn người khó tìm ra hai ba người Vì sao tạp tu mà vạn người khó tìm hai ba người Mà hai ba người thành tụ tạp tu đó Là như thế nào Tạp tu nhưng thông hoàn toàn Đạt tiêu chuẩn hết luôn Thì thành tụ dễ không Tạp tu mà thành tụ hết Tất cả các pháp tạp tu luôn Không hết luôn Nếu tạp tu cũng phải quy tâm Về hồi hướng tịnh độ Còn nếu mà tạp tu mà thành tụ thì phải minh tâm kiến tánh Kiến tánh nó thành Phật Việc này là việc vô cùng khó Khó hơn lên trời nữa Nên các pháp khác là chúng ta không dám suy nghĩ đến luôn nữa Chứ đừng có nói mà tu cho quý vị biết Đại lão và tự tình không Ngày nói với quý vị tu thì cứ tu đi Đời này không mong mỏi Còn niệm Phật thì có mong mỏi Nếu quý vị tính nguyện niệm cả đời Không thay đổi Nghiệp gì cũng tiêu Quý vị nhớ câu này Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt Hà sa Phương pháp Nào là phương pháp thù thắng nhất Để tích công lý đức Niệm Phật à, Tích công lý đức lớn nhất là niệm Phật Tán tháng Phật A Di Đà Vì sao vì mười phương chư Phật tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bạn là phàm phu đem cái miệng phàm phu này để tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà dù bạn chưa làm được như mười phương chư Phật nhưng bạn tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mười phương chư Phật sẽ quay lại tán thán bạn. Tán thán bạn. Bạn là phàm phu mà bạn biết dùng cái trí của bạn để đắp vào cái trí của Phật. Ôi, cách này đặc biệt quá, tại sao không suy nghĩ cái cách này? Tại sao bạn lại móc ốc bạn ra để bạn suy nghĩ Chứ cho nó mệt Bạn chỉ cần hiểu được một chút thôi Bạn chỉ đem tâm tư bạn Đắp vào tâm tư của vợ Đức Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Ngài là giáo chủ cõi ta bà Mà Ngài khuyên mình niệm ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc Mình chỉ cần lấy cái tâm đó của Ngài dạy Làm tâm tu của mình như vậy thì cả đời đã không thay đổi rồi Còn nếu như bạn muốn đi tìm hiểu Như vậy thì bạn không đủ bản lãnh tìm hiểu Mà cuối cùng thành tạp tu Mà tạp tu bạn rất dễ bỏ cuộc Nên tất cả những người muốn tu tịnh độ Mà giữ được cái tâm tu cả đời không thay đổi vì phải nhớ quý vị phải tin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Chứ không phải tin cái người dẫn quý vị đi tu đâu Nhớ đó Phải đủ trí tuệ rất là nhiều phái đoàn quý vị đi tu giết rồi có khi quý vị lao theo những cái cảnh khác đó nó để quý vị đi vào những cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ đi giết rồi bức quý vị sạch hết luôn quý vị phải coi cái người dẫn đầu chúng ta lấy ai làm dẫn đầu chuẩn nhất đức bổn sư thích ca mâu ni tại vì chúng ta mỗi ngày niệm bổn sư thích ca mâu ni phật nên những đức mới nói rằng chúng ta lấy cái tâm mà chỉ niệm phật làm cái tâm của mình, vậy thì cả đời quý vị sẽ không bỏ vào một tịnh độ đâu quý vị, không bao giờ bỏ, mà quý vị sẽ luyện được công phu tu tập bất cứ ở nơi nào mình tu được luôn, quý vị không bị dẫn dắt đi, còn nếu không thì quý vị sẽ bị dẫn dắt sai đường, nên phương pháp nhận đức ở đây chỉ quý vị là gì? là quý vị ở nhà tu được đó, cứ rèn luyện đi nhận đức cũng y rèn quý vị luôn, không khác một chút nào hết, sáng tối sẽ không bao giờ bỏ thời công phu. Phật tử về đây cộng tôi quý vị để ý nhận đức đi, sáng tối không bao giờ bỏ buổi sáng sẽ tu ở đây một thờ buổi chiều tu bên kia một thờ hai thờ không bỏ cả ngày làm gì bấm sâu niệm phật bấm sâu niệm phật quý vị đó. tất cả những việc khác những đức làm đều là chợ duyên hết những đức lấy niệm phật làm chánh hạnh để mà tu làm chính luôn tất cả việc khác những đức có thể buông được hết nhưng niệm phật là những đức chấp trì suốt luôn nó cả đời giữ cái tâm như vậy đó đây là những đức nhắc mình cả đời và chúng ta nhắc nhau là cả đời phải tu như vậy đó thì những đức ở đây tu sao quý vị ở nhà tu y rang như vậy luôn Những đức cả ngày cũng bao nhiêu công việc luôn Buổi sáng Tu tu xong nói chuyện nửa tiếng Nói chuyện nửa tiếng xong đi ăn cơm Ăn cơm xong đi đổ rác Chạy xe đi đổ rác Đi đổ rác xong về tắm giặt đồ Giặt đồ xong Bây giờ thì đi học lái xe Đi học lái xe một chút nó rồi xong bắt đầu là về về chuẩn bị ăn cơm ăn cơm xong chiều nói chuyện nửa tiếng nói chuyện nửa tiếng xong bắt đầu là đi qua bên đại tùng lắm ngồi niệm phật một chút đi ăn cơm ăn cơm xong về tắm tắm xong giặt đồ giặt đồ xong rồi chuẩn bị đi tu đi tu xong về ngủ xong cái ngày vậy tôi chứ làm gì đâu quanh năm luôn một năm như một ngày luôn y rang luôn không có ngày nào ế hết niệm phật sao ế <laughs> niệm phật sao ế hả quý vị ai mà giật được câu phật hiệu mà ế bị buôn bán mà thấy ế cho niệm phật đố mà ế <laughs> Niệm Phật lúc nào cũng đắt hết chứ vì nhớ càng nhiều thì càng đắt. Vì nhớ ít thì ế một chút, thấy không? Niệm Phật là quý vị muốn ế muốn đắt là quý vị tự quý vị à. Muốn ế ế muốn đắt đắt à. Còn quý vị buôn bán quý vị không quyết định được đâu. Bữa nay thì có khách nhiều, mai có khách ít đúng không? Nhưng niệm Phật đố mà quý vị mà bị ngoại cảnh buộc ràng này. Niệm Phật là do mình quyết định muốn đắt thì ai gì đâu Phật, ai gì đâu. Ai gì Thì nó đắt thôi, nó đắt gì nó đắt đạo luôn. Còn nếu muốn ế ế thì buông ra. Nghĩ miệng ta bà ha chị lúc này sao buôn bán sao làm ăn sao chị lúc này gia đình chồng con làm sao chị em thấy chị mày đẹp rồi đó nghe trang điểm ở đâu rồi chị làm tóc ở đâu rồi chị nó, nó 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 thì bỏ qua bà hiểu thôi tao bà ha mà đúng không chị định đi đâu chơi năm nay mùa hè định đưa gia đình đi đâu chơi chị à, xe cộ làm sao cho em đi với coi hoặc là à, từng này chị em đi uống cà phê được không chị cầm điện thoại mắm, mắm rồi người ta bà ha nghĩ ế rồi à, muốn ế bây giờ bây giờ muốn đắc lại đắc thì cầm lên ai vậy đạo phật ai gì đạo phật ai vậy đạo phật ai đạo phật ai đạo phật, đạo phật ai, đạo phật, ai đạo phật thì đời này đắc đạo Đấy không còn muốn ế ế thì nghĩ niệm vậy thôi muốn niệm hay muốn nghĩ thì kể vậy không ai muốn niệm thì đắc ai nghĩ niệm thì ế nhưng quý vị nhớ nha nếu như vị mà siêng niệm phật á vị đi đâu chơi thì cũng vui hơn cái người bình thường nó đặc biệt lắm khi quý vị mà niệm phật an lạc rồi ví dụ quý vị có đi du lịch chơi ở đâu quý vị cũng an lạc đi du lịch ở đâu chơi quý vị cũng hơn cái người bình thường đi du lịch thế chứ một trăm phần trăm luôn cái góc độ của người niệm phật á khi họ đi đến đâu cái góc độ họ sâu lắm ghé là một đồi núi hay một cái cái hoàn cảnh nào đẹp cái góc độ họ vẫn sâu hơn là cái người không niệm phật họ đi vào một cái cái chợ cái sức tư duy của người niệm phật nó cao hơn cái người không niệm phật ừ cái người niệm phật là đặc biệt vậy đó vì đi đến đâu quý vị cũng vui hơn cái người không niệm phật hết trơn chứ đừng có nói cái người niệm phật mà đi chơi không vui tầm bậy cái người niệm phật mà ở chỗ đó niệm thì vui mà đi chơi không vui vậy cái người này thua rồi cái người niệm phật là đi chơi cũng vui mà ở nhà cũng vui Đi chợ cũng vui mà không đi chợ cũng vui Mua sắm cũng vui Mà không mua sắm cũng vui Trang điểm cũng vui Mà không trang điểm cũng vui Có nghĩa là như thế nào cũng vui Thì đây mới gọi là Pháp vị niệm Phật Đó. Làm gì có sự trở ngại Nếu nó có sự trở ngại là do tại quý vị thôi Nói quý vị thử đi Nếu có cảm giác này chút quý vị thử Sẽ biết liền không nói chứ ừ. Tại vì cái tâm nó vui thì sao nó cũng vui chứ Thì hiện giống giống người ta chơi vậy thôi Chứ thật sự thì nó không có cái gì Mình đặt vấn đề nặng nề chứ đó, Cái đó là cái niệm Phật đó quý vị Nên những đức mới nói rằng Cái công đức niệm Phật này đặc biệt mà Tuyệt vời lắm Trời cả ngày mà Cứ là nói ai vô đạo Phật hoài mà không nhàm Có ông thầy đó đến ông gặp như đức Ông hỏi thầy Đức Cái gì Ông nói hoài à. Coi Phật niệm đến cùng nói hoài à. Trời Tôi nói gì được không Trời <laughs> tôi nói kệ tôi chứ Tôi có quyền nói câu ai Phật niệm đến cùng Người ta có quyền nghe hay không nghe Còn thầy có quyền nghe hay không nghe kệ thầy chứ Tôi nói được không Ừ nói đi <laughs> Làm gì được nhau Đúng không Tôi nói câu ai là Phật kệ tôi Tôi không có nói nhà ông mà được rồi <laughs> thấy chưa Nó Cứ nói câu Phật hiệu nói hoài vậy đó Cứ cứ là quanh năm là phải không Phải quanh năm không Bữa nay một câu ai Phật niệm đến cùng Bữa nay hình như là Nó gần 300 tập nữa rồi đó Quý vị nói giảng mà 300 tập, 300 tập Quý vị nói đùa hả? Quý vị coi á Có ai giảng cái kiểu mà 300 tập không quý vị? Chứ những đứa thấy có bà tự tin không à Ít có ai mà giảng cái kiểu mà 300 tập đó chứ. Nhưng mà chúng ta làm được 300 tập một lần rồi đó Bây giờ năm nay tiếp tục 300 tập nữa nè là... <laughs> Thấy chưa? Nó là là thấy hai lần 300 tập là 600 tập rồi thấy chưa? Nó vậy mà nó không ngán chút nào hết trơn á không ngán còn quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc bữa nay cũng hai trăm gần hai trăm năm chục tập rồi cứ làm hoài vậy đó nó tới gì đâu mà <laughs> nói này kia mà nói ai với đà phật không à cái <laughs> đề này đề kia mà cuối cùng ai với đạo phật không à ngộ ghê không vậy mà nói được hoài nó cậy tôi được không <laughs> vậy mà tôi khỏe tôi không có so đo tính toán tôi không có suy nghĩ gì cho nó mệt cái đầu óc tôi viết cái đề vậy đó tôi giảng sao cậy tôi cài cắm từ đâu cái này cái quyền của tôi quyết định tôi thấy cái đề nghe ghê gớm lắm lên nói ai với đạo Phật không à. Tôi nghe cái đề ngon lành tôi bấm vô tôi nghe 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 một chút cũng ai với đạo Phật nữa. Chứ vậy ông muốn nghe cái gì? <laughs> tôi tịnh độ thì niệm Phật chứ ông nghe cái gì trời. Tại vì chúng sanh nó, nó nó vậy nên tôi làm cái đề nó lạ lạ hàng chút nhé. Chứ thật thật sự thì khỏi cái đề gì tôi lên tôi nói chuyện thì cũng được có gì đâu. Nhưng mà tôi biết cái đề đại vậy thôi tôi giảng cái gì kệ tôi. <laughs> cái ai vượt ràng thì được rồi đúng không? Tự tại thấy chưa? vô cùng là tự tại không không tịnh độ mới là tự tại vậy thấy chưa nó é <laughs> không công nhận không nó, nên nó sao cũng là ai với đà phật ấy. Nói nói sao cũng ai với đà phật hết trơn á dẫn dắt sao cũng ai với đà phật ấy. cái bà bụng bầu đến chùa hỏi nữa nó niệm phật đi bà đẻ vậy trời ơi trời <laughs> đẻ mà cũng kêu niệm phật là đẻ dễ gì đó mà bà niệm phật đi bà đẻ dễ đó bà biết sao mà bà đẻ khó không Tại bà đau bà săn si quá Nên nó không chịu chui ra Phải chi mà bà niệm Phật Cái tâm bà mát mẻ vui vẻ Thì bà chưa gặn nó cũng ẹp Chạy ra <laughs> Trời ơi bà không biết cái gì hết trơn Cái người niệm Phật Cái tâm nó mát mẻ nó vui vẻ Thì cái gì nó cũng dễ Còn cái người mà nó săn si nó khó chịu Khi đau đẻ săn hận bực bội Gặn mà la lối bực dọc có chiếu thì xé chiếu của mình thì xé mình gặp chồng thì cắn chồng vậy thì bà sanh khó rồi đúng không? còn cái này bà niệm phật thì bà từ tốn thôi bà cứ là ai gì đó ai gì đâu, à, gì đâu? <laughs> bà niệm chú rồi bà nhiếp tâm rồi trời ơi bà đẻ hù nào không hay luôn bà mụ qua nói cô ơi Đẻ 10 phút rồi <laughs> Ở đó cưng ai di Phật hoài Ôi ơi nó mà nhíu tâm rồi Nghe lúc đẻ mà nó nhíu tâm rồi Quý vị biết nó niệm Phật mà nó đẻ không hay luôn á Tại vì sao Nè A-di-đà A-di-đà Gặn chứ gì Gặn cái gì ai di đà Phật Đúng không Còn mấy bà <laughs> nó no, mấy bà làm cái này đứa con đẻ cái mặt méo sợm à, gần cái đó nó ra nó méo sợm chứ sao Nghe không gặn mà mấy bà bẻ mình quá thì đứa con trong nó bị dẹp bẻ mình nó đè nó nó đè kẹt lại thì nó gám được đó mẹ ơi mẹ bẻ mình quá con gám được thấy chưa nên mấy bà kinh nghiệm nghe gặp mà mấy bà nằm im gu gì mụ có làm gì làm đi mấy bà cứ gì thôi mấy bà à gì đó <laughs> giống hình là cận tử nghiệp gần chết vậy đó cận tử nghiệp cũng y gan gì luôn nè quý vị à gì yeah. à. đó khi đau đẻ nguy gan đau đẻ gần chết mà phật nói thập tử nhất sanh mà là người đẻ là gần chết mà mười phần chết mà nên gọi là đau đẻ là gần chết vậy thì quý vị cận tử nghiệp quý vị coi cái người gần chết làm sao nào mà nếu họ niệm phật được thì gì à, yeah. <laughs> Thấy không? À, vậy thì quý vị đau đẻ cũng gần chết đúng không? À, <cười> à, <cười> <cười> Trời ơi, mấy các bà có bầu nghe cái này cho mấy bà nói công nhận ông thầy đi dạy đẻ số 1. <laughs> Quá đặc biệt. Bởi vì nên nước đó bóng không tình độ là nó áp dụng trong tất cả hoàn cảnh luôn. Còn người đi cứu đắc niệm Phật được không? Cuốc một phát. À, gì đà Phật à gì đâu chứ sao Cú đắc phải gì không <laughs> lúc trước chưa... lúc trước cú đắc đó nó săn si Cú đắc mà nó săn si trời ơi trời đúng là giảm có một, một tình độ nó lạ kỳ giảm một chút một họng nước miếng nó không khô cuốn họng mà nó một họng nước miếng luôn cho quý vị biết nó lạ như vậy đó chứ đúng là người ta nói chuyện không uống nước này người ta chịu không nổi đâu vậy mà nhà đức nói chuyện nước miếng nó đổ ra như là nước luôn vậy đó cho quý vị biết không nuốt không kịp à, Nó ngộ vậy nó không khô cuốn họng thấy chưa nói vậy tao cái phong độ đặc biệt chưa hồi xưa mà chưa biết niệm phật cuốn đắc á <laughs> vợ nè trời ơi con nè làm mệt quá nó sân si phải không bây giờ biết niệm phật rồi thì cuốn đắc sao a à, di đà phật a à, vì... <laughs> Rồi bị làm cỏ, ngày xưa làm cỏ thì có khi chỗ giật cỏ. giật <laughs> cỏ, cầm chét nha. Còn bây giờ thì sao nhổ cỏ? A di đà Phật. A di đà Phật, cầm chét nha. A di đà Phật, A di đà Phật, A di. Thấy chưa? Mấy bà thấy chưa? Thì nó qua một cái vèo thời gian tới giờ đi về mau cấp kỳ. Còn lúc trước nghe sân si đào đắc xăng si nhổ cỏ sân si mặn cỏ nghe sân si trồng để... bắp đồ sân si xả lúa nghe <laughs> trời ơi sao mấy giờ rồi trời ơi Đấy không là nó lâu mà nó mệt lắm còn bây giờ thì sao cứ kệ mày thời gian mà nó tự đến thôi ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật tới giờ cấp kỳ quý vị thấy câu bằng hiệu hay chưa áp dụng trong tất cả hoàn cảnh luôn còn rửa chén thì sao còn lúc trước thì sao nó săn si á Ăn xong, ăn xong để cho tao rửa không à Ngồi nó nói chuyện xạo sự Trời ơi mày vô mày rửa đi chồng Rửa nào tao đập chén bây giờ Thấy không Còn bây giờ thì sao Rửa chén niệm Phật Mà khi niệm Phật rửa chén nó nhẹ nhàng lắm nha Mà khi bị rửa chén mà nhẹ nhàng là rửa chén sạch lắm Tại vì nhẹ nhàng nó điều tay Còn khi mà sốc hước thì rửa nó không điều tay Nên cái chỗ còn dầu chỗ sạch nên khi bị rửa chén mà niệm phật nó dịu tâm mà dịu tâm là nó sạch chén lắm quý vị biết không để cái cái bùi nhù vô cái chén quay nha a di đà phật a à, di đà phật thấy không chén sạch bóng nói bị coi tịnh độ rõ ràng không nó tịnh độ là phải gần gũi như vậy đó mới giảng được đó thấy thì nó đơn giản như vậy đó nhưng mà nói kiểu này nó không dễ đâu quý vị à Nên đó là cái mà chỉ người ta trong tất cả những cái công việc làm để mà niệm Phật được đó. Phải rõ ràng là Phật Pháp là áp dụng trong cuộc sống không, quý vị Nếu đem cái tâm nhẹ nhàng này mà áp dụng trong cuộc sống Thì ai không thương quý vị Ai không thương quý vị Quý vị nhớ nè Lúc chúng ta bực bội bận quân Mà sọt vô ống quần còn bị dấp té đó Có không Trời ơi, chính những đức đã từng dấp té khi sọt quần nè có một lần mà săn si quá sọt vô ống quần mà gách đáy quần luôn tại vì nhanh lẹ muốn làm cái gì nhanh lẹ nên xọt vô một cái 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 ngón chân mình nó chọt vô cái đái quần tét nó bây giờ thấy chưa nên con người mà tâm nó không dịu thì làm việc gì cũng hư hết trơn đến nỗi mà bận quân mà cũng hư nữa còn mấy bà thì nhiều đồ nữa mấy bà mà bực bội thì mấy bà gài hoài gài không được á coi đi nó có khi mà dối ở biết sao cứ gài hoài bà mẹ cái nút thì sao gài hoài gài không được nó si là như vậy Còn nếu mà mình dịu tâm nghe Nó sẽ canh ngay điểm của nó liền Móc nhẹ cái dính liền Cái tâm nó dịu là cái gì nó làm cũng mau Nhưng tuy thấy nó chậm mà nó mau Nhưng cái tâm mà nhanh rồi nó móc hoài mà vuốt hoài Mẹ nó bên hay sao móc hoài móc cũng được nó, nó kỳ cục như vậy đó Còn khi mà phơ đồ rồi mà nó dịu tâm mới vị phơ đồ ngay ngắn lắm Còn khi phơ đồ mà gấp gáp sân si rồi Nghe phơ đồ nó nhăn nheo quá chứ gì đó. Tại vì sao? Vì để đồ ước thí đại mà phơ còn khi nó dịu tâm rồi vũ một cái cầm ống quần để cho nó nó, nó nó tung ống quần ra rồi nó nước nó nó toản xuống dễ hơn còn cái này mà gặp mà tranh thủ rồi đồ nó không vũ không gì nó phơ lên nó để cục 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 tùm lum vừa đồ lâu khô mà khi nó khô xong nó nhăn nheo thấy ghê như nù lao vậy đó thì quý vị biết cái tâm người này sao phơ đồ ra như vậy liền nó còn quý vị coi cái người mà niệm phật mà tâm dịu rồi đồ của họ đồ dơ họ dắt lên quý vị cũng biết tâm họ dịu nữa Chính mình đã kiểm lúc mình chưa tu nè Lúc chưa tu nghe vị đồ cỡ ra một cái là Quần ống bên đông Quần ống bên tây Khi luyện vô cái thao đồ dơ nghe luyện một phát Hai cái chân dính bên ngoài Hai cái chân là gì? Hai cái ống á Hai ống quần dính bên ngoài Cái mình thì bên trong thao Mà cái quần thì mép bên ngoài Là biết cái người này tâm thô biết không? Còn khi cái người tâm dịu rồi đồ dơ Họ để xuống họ để cũng nhẹ nhàng Họ để họ dắt lên cũng nhẹ nhàng vì sao? Vì tâm họ dịu, địa chí họ sáng Bất cứ việc gì họ làm, nó cũng dịu hết Nếu quý vị mà tất cả công việc Mà đều dịu tâm như vậy thì Đoạn ác tu thiện này là chắc chắn quá thù thắng quý vị, Quá tuyệt vời à, Nên chúng ta nói chuyện Tiếng rưỡi rồi đây Nghỉ Cỡ <laughs> <laughs> nào đi chăng nữa công tiếng rưỡi ngon lành Lên nó không biết nói gì mà tiếng rưỡi không ai đi vệ sinh Được rồi có nhiều cô ở đây cũng mắc vệ sinh lắm á đi không được á đứng lên cầm mắt những đức <laughs> <laughs> có cái bà lạc đi nó nói chào ô thầy ô thầy con cứ canh thầy nhìn chỗ khác để con đi vệ sinh <laughs> thầy cứ nhìn ngay con hoài mà ngộ ngay cái tần số nó lạ ghê quý vị trời ơi bà muốn đi vệ sinh mà bà cứ ảnh mà mình mình cứ nhìn nhìn bà rồi xong bà như sắp sửa đứng lên mình làm nè Hồi xuống không dám đi luôn trời thầy giả là con không dám đi vệ sinh luôn thầy ơi đứng lên đi không không đi được thấy lạ không <laughs> nên từ nơi đó, đó nó ngộ lắm à, chúng ta có những người đến thế gian này mình khi chưa nghe đạo mình tạo nhiều cái nghiệp chướng những người sát sanh có những người phá thai nhiều lần có những người bất hiếu với cha mẹ nói tóm lại là đa dạng chúng ta tạo cái nghiệp ở thế gian này nhiều lắm ích kỷ nhỏ mọn đố kỵ hơn thua tranh giành gom góp chỉ biết mình không biết người khác sống với chòm sớm bất hòa có khi lắng ganh đắc của anh em chị em muốn giật cổ của cha mẹ nghĩa là nhiều lắm cái tâm ý con người chúng ta nó nhiều cái tạo nghiệp lắm nhưng mà pháp môn tịnh độ này giúp cho chúng ta từng câu phật hiệu mình niệm là giúp cho mình đoạn ác tại vì cái ý niệm trong tâm ác nên nó đi làm việc ác Bây giờ chúng ta đổi lại là ý niệm trong tâm mình Ai với Đà Phật Niệm Ai với Đà Phật Thì từng câu vật hiệu Là giúp mình đoạn ác Rồi niệm câu vật hiệu này Lâu ngày Từng câu vật hiệu giúp mình tu thiện Đoạn ác tu thiện gọi là Chân chánh sám hối mình nhớ Nên phương pháp sám hối là đoạn ác tu thiệt Chứ không phải là chúng ta đến với Phật Bồ Tát Chúng ta quỳ, chúng ta khóc lóc Chúng ta cầu Phật Bồ Tát tha thứ không phải Hoặc là chúng ta nửa tháng hay một tháng Chúng ta đi lễ lại sám hối Để mà mình cầu Phật tha thứ cũng không phải Lễ lại bao nhiêu cũng không sám hối được hết Mình chỉ có cái niệm Phật Tụng kinh lễ lại là để nhắc mình để mà đoạn ác tu thiện Để nhận thức được Việc làm của mình sai rồi Mình quay đầu hướng thiện Đó gọi là thành tâm sám hối Còn nếu như mình niệm Phật lễ Phật Mình sám hối đủ cách Nhưng mà buông ra mình vẫn là tiếp tục làm sai Vậy thì không phải sám hối Mà gọi là gạt chư Phật Bồ Tát nó rõ ra là chúng ta gạt chư Phật Bồ Tát chứ không phải là sám hối có nghĩa là mình đi đến chùa gì mình ngồi mình học tập tu hành là để nhìn lại mình có khi mình không nhìn được mình bây giờ mình phải nghe để mà mình kiểm mình nghĩa là nghe để kiểm mình nhớ nghe quý vị nhờ mình nghe pháp mà nó kiểm được mình có khi mình không nhận thức được mình thì phải cần nghe để nó đột phá vào tâm mình để mình kiểm mình kiểm mình để mình coi cái nào sai để mình sửa sửa lỗi là đoạn ác Chấm dứt là tu thiện Chấm dứt ác là tu thiện Nhớ Nên Chúng ta nghe Phật Pháp nó lợi ích là ngay chỗ Sửa đổi lỗi lầm Và mình càng nghe Phật Pháp thì Mình có một cái góc độ sáng suốt Để mình sống Vậy thì là lợi ích xác thực quý vị Thì vị nhớ rằng là Phật Pháp là một cái lợi ích xác thực Chúng ta thấy rõ ràng lợi ích Chúng ta dối được tới cái lợi ích Đó gọi là Phật Pháp xác thực Cho nó không có mù mờ Nó không phải là cái mình không thấy Mà mình đi Tìm kiếm cái mà mình không thấy Hoặc là cái mình dối không tới Không phải vậy đâu Mà Phật Pháp cho chúng ta cái xác thực nhất Trong cái cuộc sống này Mình có được cái lợi ích xác thực Và mình có thể cầm được cái lợi ích Xác thực trong cuộc sống này Chính những đức đi học Phật Những đức đã thấy được cái lợi ích xác thực của nó quý Diễn được tâm tính một con người hư hỏng và sống cảm thấy có ý nghĩa, đây là lợi ích xác thực. Và mỗi ngày những đức vui vẻ là lợi ích xác thực. Cuộc sống không có bận tâm nặng nề là lợi ích xác thực. Con người thường vui vẻ là lợi ích xác thực. Làm một số điều cảm thấy có ý nghĩa cuộc đời là lợi ích xác thực. Nhiều người cùng học tập chung là lợi ích xác thực. Đây gọi là học Phật có lợi ích xác thực đó. Bây giờ quý vị đi học Phật nó có lợi ích xác thực không? Bây giờ điển hình là một gia đình mình thôi Mình là người đi học Phật này Mình có thay đổi được những cái hành động mà người gia đình không chấp nhận mình không? Ngày xưa mình chưa học Phật Có những hành động về cái tính mình gia đình không chấp nhận mình Mà mình vẫn khư khư mình giữ cái điều đó mình mình không cho rằng mình sai bây giờ mình là người học phật rồi mình có thay đổi được và cái người trong gia đình người ta có nhận thức mình người ta có tiếp nhận mình không nếu tới bây giờ người ta vẫn chưa tiếp nhận mình vậy thì đừng có trách người ta mà là hành động của mình sai đó nhớ mình là người đi học phật không có nói người khác sai sai là do tại mình hãy để người ta nhận thức mình đi nếu mình là người học đạo mình hiểu nhân quả rồi mình không có nói người ta sai mà sai là mình từ từ rồi người ta sẽ cảm giác mình đặc biệt quá cái đặc sắc nhất của quý vị là mỗi ngày quý vị sống rất vui vẻ không có buồn trách ai đây là đặc sắc trong Phật pháp cho mình phải nhớ đấy. làm được đó quý vị à được đó. hôm qua những đức gặp ba vị này mà ba vị này là đến để định hỗ trợ hòa thượng xây dựng bệnh viện thì khi những đức ngồi nói chuyện với họ những đức có nói mấy câu rằng quý vị phải nhớ rằng dù chúng ta có một điều kiện lớn cỡ nào đi chăng nữa nhưng chúng ta phải hiểu một cái nguyên lý thí dụ như cái người đó người ta có một tâm nguyện người ta xây bệnh viện hay là người ta có tâm nguyện người ta làm một công trình gì lớn lao mà người ta đã có tâm nguyện lâu dài mình suy nghĩ rằng người này có một cái tâm làm điều thiện điều tốt như vậy mình muốn giúp đỡ cái tâm nguyện này của người ta đây gọi là tích công đĩ đức rất dày thí dụ như mình có một tâm nguyện gì đó mà mình chưa làm được ai mà giúp mình chọn tâm nguyện này mình cảm ơn người ta rất là lớn quý vị cái đó là cái đức chứ không phải rằng là mình có tiền bạc mà mình đi chen vào cái tâm nguyện người ta mình muốn chính bàn tay mình làm để tạo cái danh cho mình vậy thì cái việc quý vị làm nó không có ý nghĩa đâu phải nhớ đó thí dụ như người này người ta có tâm nguyện người ta làm một cái điều rất tốt mình có tiền mình chỉ là người hỗ trợ cho người ta làm đi mình đừng có đụng vô Tại đây là tâm nguyện của người ta mà Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình có tiền rồi Để tự mình làm Để để cái việc này là cái danh gì mình vậy là cái làm của mình là tâm nó không đúng Thí dụ như đặt mình vào người ta Mà mình có tâm nguyện đó Mà người ta chen vào để người ta làm Cái điều này bản thân mình Có khi mình cũng không chấp nhận Nên mình phải Làm sao mà Nó trọn vẹn cái tâm nguyện của người khác Mà cái điều tốt vậy thì quý vị là âm đức dày lắm dù là không ai biết quý vị đi Nhưng cái âm đức quý vị dày lắm quý vị à. Vì chọn tâm nguyện tốt cho người khác Nên những đức nói chuyện với mấy vị này đúng là Mình thường nói thật gặp người Dù là điều kiện rất là đặc biệt Nhưng mà nói chuyện với nhau cũng đặc biệt quý vị Tại vì sao mình có thể nói chuyện với họ Vì mình thấy là có người người ta đơn giản bình dị Dù là giàu sang Nhưng nói chuyện rất là đơn giản Thì những đức nói chuyện còn kiểu mà giàu có Mà chảnh trẻ ba lá hẹ Thì xin mời bạn Đi chơi chỗ khác <laughs> Những đức từng dạy cái lớp đạo làm con Những đức nói rằng là Các con sau này lớn lên Đừng có lấy nhân cách của mình mà tính qua tiền Các con nhớ nha Nếu nhân cách mà tính qua tiền Thì người ta sẽ dùng tiền để mua nhân cách của mình được còn nếu như các con có một cái nhân cách mà phải có nhân cách mới gặp lại với nhau Vậy thì không có đồng tiền nào mua được một cái nhân cách con người Còn đồng tiền thì nó sẽ có nếu các con có thể bán Thì cỡ nào cũng sẽ có tiền mua được cái nhân cách của các con Nên con người của mình đừng có đem nhân cách của mình để đổi ra tiền nha quý vị như vậy thì sống giả lắm Sống thật đâu Nên từ nơi đó mà Mình là người nghe đạo nó phải xác thực quý vị à Nó phải xác thực Nên cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm Có một đoạn trong kinh Phật dạy nè Nếu có người niệm Phật Nên biết đó là hoa sen trắng trong loài người Nó rõ ra Người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người Phật nói hoa sen trắng Chúng ta nói là người cao quý nhất trong loài người Hoa sen là gì? Không nhiễm Người niệm Phật là người không nhiễm cái cõi đời này Tại vì họ cầu sách cực lạc Nên Phật mới nói rằng là Người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người Hoa sen là biểu tượng cho không nhiễm Chúng ta nói rộng ra một câu là Người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người Tại vì người này không bị năm cái trượt trong cõi đời này buộc ràng họ họ tuy sống trong cõi đời nhưng tâm họ hướng về cảnh giới của phật giải thoát nên gọi là loài người cao quý nhất là người niệm phật chúng ta không có nói giàu hay nghèo danh tiếng nhiều danh tiếng ít hay đẹp xấu lùng lẻ ngôi súng ở trong đây không có nói mà chúng ta nói rằng người niệm phật là người cao quý nhất trong loài người tại vì có người giàu sang hay đẹp xấu sớm muộn gì cũng đi vào cái vô thường sanh già bệnh chết nếu như chúng ta không niệm phật giàu sang hay nghèo nàn cũng cùng một số phận là chúng ta phải chết dù là đất đai mình nhiều cò bay thẳng cánh nhưng chúng ta chết chôn chúng ta cũng một khoảng đất nhỏ hoặc là đưa chúng ta đi thiêu còn lại một nắm cho tàn dù đất mình có nhiều mình có chạy hoài chạy cũng không hết nhưng cuối cùng quý vị nằm bao nhiêu thước đất Hãy suy nghĩ đi Từ nơi đó Thì giàu sang hay nghèo nàn Nếu không biết tu Cũng cùng một số phận Nên Phật có nói rằng người niệm Phật Là người cao quý nhất trong loài người Vậy quý vị là người tiếp nhận pháp môn tịnh độ Là giai trò của những người cao quý nhất Nên chúng ta dù là nghèo cỡ nào đi chăng nữa Mà gặp tịnh độ không có nghèo Không có nghèo quý vị Những đức thấy rằng Cái cuộc sống nghèo nàn nó càng vui vẻ Chắc là mình mỗi ngày mình vui Nên mình mới nghĩ như vậy quý vị Ngày xưa những đức chưa đi tu Những đức không bao giờ suy nghĩ như vậy Những đức phải suy nghĩ là cuộc đời mình Gia đình phải giàu sang Tiền của phải đầy đủ Bên cạnh phải nhiều người đẹp như vậy mới là gọi là hưởng thụ Ngộ thấy là bây giờ học Phật mới thấy ra rằng Càng nghèo thì nó càng bình yên Nghèo thì ít ai để ý Xấu ít ai để ý Đã là ít ai để ý Thì mình bình yên tu à, Khỏe re luôn Thế vị coi cái người giàu sang có của cải Thì có nhiều người đến hỏi mà hỏi không đưa thì họ quýnh <laughs> Quýnh không đưa thì họ giết Đúng không? Nó nghĩa là gì? Giàu là có nhiều người đến hỏi Có nhiều người chú ý Đúng không? Là bận tâm mà đúng không? Nếu bên cạnh có nhiều người đẹp Thì cũng sợ người ta lấy Cũng phải tìm cách đóng cửa buộc dây Gàng buộc chắc chắn lại đúng không? nó đi xe ở ngoài một chút xíu là phải canh cho vệ sĩ rồi đi theo canh rồi đúng không sợ con nháy bầu này nó bị người ta chụp bắt. đúng không lo âu mà con vợ mình nếu nó lùng nó xấu phải không thì nó cũng là con gái dù nó có xấu nó cũng là con gái thôi mà đẹp cũng là con gái mà có cái tiếng là con gái đẹp con gái xấu nhưng mà nhìn kỹ ra thì nó vẫn là con gái <laughs> thật sự mà nói nó chỉ có cái mặt Nó khác thôi Nghe không Chứ nếu nhìn kỹ ra Thì thật sự mà nói Nó y rang Không có cái gì mà gọi là khác hết chứ Nó, nó chỉ là cái bộ mặt này Nó giả trang thôi hiểu không Nhưng mà bộ mặt quý vị coi có nhiều người Ngồi trong đây già mà quý vị đã từng tuổi trẻ đẹp đúng không Quý vị đã biết mình đẹp Cái thờ đó đúng không Và bây giờ quý vị coi nó còn đẹp không phải nó giả trang mình không nó giả trang đúng không nó rồi dù cho cái tướng bốc lửa cỡ nào đi chăng nữa quý vị coi thời gian từ từ sao nó. có một bà cụ già trong chùa mình bà già bà sáu mấy tuổi mà những đức thấy cái tướng của bà nhìn nó đẹp lắm những đức hỏi chắc một lúc bà còn gái bà đẹp lắm phải bà, bà cụ bà nói bốc lửa <laughs> <laughs> những đức hỏi bà Nhà bà có trái lần nào chưa? <laughs> Đem bà về nhà cũng sợ nhà cháy lắm. Hỏi, hỏi số kỹ thầy, thầy bà bóp lửa. <laughs> bà bóp giết nhà trái thì sao? Nó. Bà nói, con lúc còn gái đẹp lắm. Những đứa hỏi, bà đẹp chỗ nào? Bà nói, mặt cũng đẹp, răng cũng đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp. Tướng đẹp. <laughs> Những đứa nói, bây giờ bà còn đẹp không? răng thì rụng hết mắt thì sụp mí xuống già má thì sợi à. ngực thì lòng thòng lĩnh thỉnh già ấy vì già nó chảy ra hết à. núi bà già xác thực nhất luôn ừ. xong bà còn đẹp gì nữa không bà không còn cái gì đẹp nữa chứ bà cụ mà thời gian từ lúc bà đẹp là lúc bao nhiêu tuổi bà nói khoảng 30 tuổi. Nhưng Đức hỏi bây giờ bà bao nhiêu? 63 tuổi. Bây giờ bà còn đẹp không? Không. Nên những Đức nói giả trang. Mà cả cuộc đời chúng ta chạy theo cái đó để khổ giả trang. Mà giả luôn nữa, bây giờ nó làm giả trang nữa. Người ta hồi xưa là thật nó 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 không đến nỗi giả trang, còn bây giờ nó không có nó làm cho cho có để giả trang. Mà giả trang cái này còn ngắn thời gian, bà kia còn có thể 30 năm còn tồn tại những đức hỏi bà có sửa gì không bà nói không còn bây giờ thì nó sửa ra thì chưa được 10 năm thì nó còn sớm nữa thời gian nó rút ngắn hoàn toàn lại vì nó sửa mà nó sửa thì thời gian nó rất là ngắn quý vị nên cái giả trang con người bây giờ nó quá khờ khạo đến cái mức mà nó phải làm sao thời gian ngắn nhất nó nghĩ rằng là năm 10 năm là lâu quý vị không? không ngờ rằng là năm 10 năm nó qua một cái vèo rồi cuối cùng nó mới hối hận là cái giả trang này thấy không hối hận với cái sự giả trang này thấy chưa bao nhiêu người bây giờ bị cái sức phù phiếm của xã hội nó lôi kéo mình bị cái dòng cuốn hút đó nó làm cho mình khổ đau vô cùng bây giờ học phật rồi mới thấy cho ở những ngày tháng bình yên nó không có gì là vinh hoa phú quý cả mà tại sao vui như vậy mà bình yên vô cùng cũng không có sợ người ta giật lấy gì của mình không có cái gì để giật lấy cả trong đây rất là nhiều người mới bị muốn lấy bao nhiêu người được thì lấy đi các vị muốn ẩm bao nhiêu bà già gì thì ẩm đi Còn mấy cô trong chùa bây giờ thì đầu cạo chọc lóc Ai muốn lụm được thì lụm đi Ai muốn dẫn đi thì dẫn đi Nó bao nhiêu chú trong chùa Nó vậy đó cái vị thấy nó thoải mái chứ các vị nó tự tại vô cùng Nó không có buộc ràng gì nặng nề á Thấy không Đây mới là cái cuộc sống Có ý nghĩa cuộc đời nè còn cái này có khi mà một gia đình giàu vô cùng Vậy mà vợ đi đâu lâu lâu chưa về thì về chồng hỏi đi đâu à đi đâu hỏi hang hoặc là chồng đi đâu rồi cầm điện thoại điện chị chị bữa nay nghe nói chồng em đi đến nhà chị cứ ở ở đằng đó nhậu nhẹt gì với anh ở nhà không không điện ở chỗ kia bạn hỏi thăm điện qua bên nhà bên kia hỏi thăm điện qua nọ hỏi thăm điện đâu cũng không thấy ổng nhưng bắt đầu ở nhà bắt đầu dậm chân dậm cẳng đi nghiến găng tức tối tội trời, trời này nó đi đâu rồi đi đâu rồi, rồi xong cái tự nhiên ổng vừa bước vào nhà đứng bắt đầu nhìn ổng nhìn kênh lúc kênh nó cái tâm nó nghĩ nó chắc nó mới đi với con nhỏ nào nè trời ơi, trời tức nó nổi ghen lên tức nó tức nó nó, nó nó tức là nó suy nghĩ nó vọng tưởng trong tâm nó nó nổi lên nó nghĩ rằng là nó vừa mới đi với con nhỏ nào về nè nó nó thương con nhỏ nó như nó đã từng thương mình trời trâu tức 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 tình thương dành cho mình bây giờ nó dành cho con nhỏ nào tức 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 đó đó đó, đó. Đó là cái ghen tức là do gì Người đàn ông này nó đến với mình như vậy rồi Mình chấp cái đó rồi xong cuối cùng Mình lại nghĩ nó đi tìm con nhỏ khác Nó giống như là nó đến với mình rồi mình tức tối Mình không muốn đem cái này Mình chia sẻ cho ai nên gọi là ích kỷ Rồi thành ghen tuông Rồi tức tối rồi vọng tưởng Nhưng cuối cùng thì cuộc đời con người cũng đi vào cái chết có tồn tại cái gì đâu nhưng mà có người bị cái giả trang của cõi đời này mà làm mình khổ triền miên và đỏ lạc chiền miên không ra được quý vị rõ ràng chúng ta bị cái giả trang quý vị à giả trang mấy bữa trước những đứa coi một cái đoạn phim ngắn có một người ni này xuất gia mà là giả xuất gia giả xuất gia ở trên thành phố đi khắc thực Tại vì cái người mà quay động phim này lên hỏi cô phải là người xuất gia hay không? Nó hồng hồng, tôi không phải người xuất gia. Tại sao cô không phải là người xuất gia mà cô bản đồ người xuất gia? Tại vì tôi bản đồ người xuất gia tôi đi khắc thực được, tôi đi kiếm tiền được. Nó thẳng như vậy luôn, cái đoạn phim nó quay lại như nó coi luôn mà. Xong cái cái người mà quay động phim này, nữa, tại vì họ làm cái cách này nên nên cái file của họ người ta coi kinh khủng lắm mấy vị. Thì cái giá trị của cái người này chỉ có 500 ngàn. Xong cái người này nói Bây giờ như vậy Bây giờ cô là gì kiếm cuộc sống thôi đúng không Bây giờ tôi cho cô 500 ngàn Cô cởi bộ đồ ra Tại chỗ này liền Ngay thành phố luôn Ngay cái đoạn đường thành phố luôn vậy. Cởi bộ đồ ra Tại vì trong đó còn bận một bộ đồ màu khác chứ không phải màu vàng Ở ngoài bận một bộ đồ màu vàng vô Xong cái người này quay động phim kêu bà Cởi bộ đồ này ra tại chỗ này Bà cởi ra tôi cho bà 500 ngàn Thì bà tại đoạn đường luôn Bà cởi bộ đồ ra Cởi áo cởi quần ra Rồi nó đưa 500 ngàn Quay đoạn phim lên Rồi họ nói một câu nói như thế này Cái điều Của tôi làm là gì Muốn cho những người sức giá Giả đừng nên làm như vậy Thà đi kiếm một cái việc khác Để kiếm cuộc sống Đừng nên giả danh người tu Để đi kiếm cuộc sống Làm ảnh hưởng Phật Pháp, Pháp tội nặng hơn nhiều Quý vị nghe câu này có thể chấp nhận được chút không, quý vị. Ừ. Thấy không quý vị thấy cái giá trị con người 500 trăm ngàn. Thấy không? rồi quý vị coi có những người sống ở cuối cuộc đời này cái giá trị người ta không có nhiều đâu quý vị. Nha. thí dụ như ngày xưa những đức trên thành phố những đức đi đến những cái quán cà phê có những cô gái mình nhìn thấy đẹp lắm ngồi tiếp mình xong rồi bo 100 trăm ngàn hai ngàn là nhiều lắm. Thì quý vị nghĩ rằng cái giá trị con người cặp tay với người khác Cho người khác hung hít Một hai trăm ngàn tiền bo Cái giá trị con người ít nhị đó quý vị ha. Còn nếu như quý vị mà là nghe đạo rồi Dù quý vị nghèo cho sạch rách cho thơm Nó không bị đồng tiền mua được Nếu quý vị có con cháu Chắc chắn quý vị sẽ muốn con cháu quý vị Thà nghèo mà sạch Thà rách mà thơm Chắc chắn luôn không ai muốn có tiền mà đi như vậy nó Có những đứa con gái nó nhìn đẹp Cao ráo đẹp vô cùng Nhưng bước vào cái chỗ làm của nó bên trong Là nó tiếp bao nhiêu ông già bên trong Bao nhiêu cái hạng người ở bên trong Nó tiếp ở trong đó đó Những đứa trên thành phố như đứa biết mà Vậy thì cái giá trị con người nó qua đồng tiền như vậy Bạn bị giả trang rồi Bạn bị cái giả này nó mua cuộc đời bạn rồi Nếu hôm nay mà có những Người trẻ người ta nghe được những công đoạn này Thì cuộc đời người ta sẽ không bị Đồng tiền mua cuộc đời người ta như vậy đâu Như vậy thì cuộc sống mình có ý nghĩa Cũng như những đức ngày xưa mà sắp sửa hết tiền Chút là những đức buồn lắm Vì hết tiền Có tiền thì vui lắm Vì suy nghĩ cái cuộc chơi Thấy không Bây giờ học đạo rồi Những ngày sống bình yên vô cùng Hồi sáng tới giờ chờ mưa Chờ mưa những Đức tưởng đó bữa nay là chợ chiều vắng vẻ. <cười> <cười> Sáng sớm mưa, mưa gió bão bùng chờ chuyển mít mù. Như Đức nói chắc này Phật tử lấy không được. <laughs> mưa gió dữ quá. Nhưng nên Như Đức nói là chợ chiều vắng vẻ. Thì quý vị biết rằng những Đức ở bên kia giặt đồ xong Vừa ngồi vừa niệm Phật một chút nằm xuống niệm Phật Mưa thì là chuyện của ông trời, Còn chuyện của mình cứ niệm Phật Bây giờ có nhiều nơi bảo Quá khổ luôn Có những người đi buôn bán gì không được luôn Nếu quý vị biết niệm Phật Bữa nào buôn bán không được thì niệm Phật Chứ đừng có lo rằng nếu kiểu này hoài Mai mốt hết gạo lấy gì nấu Bận tâm gì là tự nhiên niệm Phật không được liền hôm nay có gạo nấu thì cứ nấu đi ngày mai còn gạo nấu thì ngày mai nấu tiếp tục còn bữa nào hết gạo thì tính sao cứ lo mãi cái việc hết gạo thì làm cho mình cứ nghĩ về cái tương lai vậy thì mình không nhìn cái hiện tại là hôm nay còn gạo quý vị biết rằng là nếu như con người mà thường nghĩ về tương lai quá khứ mà không nhìn hiện tại thì cuộc đời của người khổ lắm mấy vị à mà mấy vị coi bao nhiêu con người chúng ta bận tâm về cái tình cảm dính mắt bây giờ con cái nheo nhóc như vậy sau này không có điều kiện rồi nó khổ đau rồi làm sao mình chịu nổi đây vì tình thương dính mắt nên nó bị cái tình thương buộc ràng mà mình phải còng lưng cả đời mình để kiếm sự nghiệp của cải để sau này con mình nó không thua xúc người ta Đấy không nhiều người làm cha làm mẹ đây bị gì đó rồi cuối cùng của cải vật chất này có rồi để lại cho con Con nó vẫn tranh giành hơn thua nó không biết đủ Mà nó còn quay lại nó nói rằng là mình không công bằng chia cho nó Không công bằng Mình vẫn là khổ tiếp tục nữa luôn Rồi những đứa con này nó vẫn không biết đủ Nó lao theo con đường của mình mấy chục năm Tiếp tục là nó lo cái cuộc sống gia đình của nó Nó cũng quên cha mẹ luôn Mình trở thành kẻ cô đơn Cả đời tích lũy không dám xài Của cải đem chia hết cho con con tiếp tục lao theo cái cuộc sống như mình Rồi cuối cùng cũng quên mình Mình già rồi Cũng tiếp tục cô đơn quạnh quẻ <laughs> Diễn cái cảnh đời tư tưởng này Nếu mà người trẻ nghe được Họ chưa có cảm giác thì Về sau họ già chúng họ sẽ có cảm giác Còn vì sao những đứa có cảm giác Vì những đứa nuôi người già những đứa đã hỏi nhiều người già đều là một tư tưởng gì Nghĩ về con mà mấy chục năm bận tâm Đến khi chia hết cho con Thì con lại không ngó ngàng đến mình Lúc chưa chia cho con Thì con còn ngó ngàng Nhưng đến khi chia hết cho con Thì con lại không ngó ngàng Khi con còn nghèo thì con còn nhìn mình Khi con giàu thì con vô cùng là bận biểu Quên đi cha mẹ già Hai ông bà già trở thành cô đơn quạnh quẻ cứ trông ngóng con đến thăm mà con quá bận không đi đến thăm được đúng không quý vị coi cả đời có người phải lao thế như vậy đến khi tuổi già rồi vẫn không có niềm vui tìm đến phật pháp là đến tuổi già nên tất cả những con người trẻ tuổi mà nghe được phật pháp đúng ra quý vị mới biết cái này là chân quý vì nó nuôi cái này cho đến khi tuổi già thì cuộc đời bị đặc biệt quá Tại sao mình để nuôi tới Cái lúc mà tuổi già mới nuôi Thì nó không đủ bản lãnh để nuôi Nếu như mình đủ duyên Thì từ khi còn trẻ đủ sức đủ lực Để nuôi Phật Pháp Cho đến khi tuổi già thì sáng suốt vô cùng Cuộc đời cả đời mình sẽ không bị dấp ngã nhiều Mình không đến nỗi quá khổ Nếu người mà gặp được Phật Pháp sớm Thì chúng ta sẽ không khổ những đức nè từ khi còn nhỏ đến 29 tuổi là khổ, 29 tuổi gặp Phật pháp tới bây giờ càng ngày càng giảm khổ. Càng ngày càng giảm khổ, đây là 100% luôn. Nếu như những đức khổ làm sao những đức nói chuyện với quý vị như vậy? Có ai mà khổ mà nói chuyện có lực khỏe mạnh không? Có ai khổ mà cười được không? Từ khi là quý vị nghe được Phật pháp nó chuyển hóa cái nội tâm quý vị quý vị mới có nụ cười thật sự. Chứ nếu nội tâm nó chưa có chuyển hóa thì bị dù có cười đi chăng nữa cũng là cười, <cười>, cười mà như vậy nè <laughs> nói ngon quá mai chết đói vậy. Không? họ không tin họ không tin họ nghĩ là họ làm cực quá mà họ còn không có kìa chứ đừng có nói nghe ông thầy này nói như vậy Tôi làm muốn chết tôi mà gia đình tôi còn nghèo ở đây mà ông nói ông nói chuyện đùa không. Nó dở hơ. Thấy không? Thì họ cực khổ te tôi, không, quý vị. Nếu mà là dở hơ vì sao 600 người ở đây rõ ràng. Bữa nay gạo trong chùa nó lên đâu 7 8 tấn nữa kìa. Phải không? Dở hơ, dở hơ mà gạo nó bay gì ào ào. Thấy không? Rõ ràng không? Nó... Nếu ai có nghe một hai buổi trước những đứa mới giảng đây nè, Những đức có nói một câu là tất cả quý Phật tử đừng có gỡ bánh kẹo, đừng có gỡ cái gì về chùa nữa nghe. Quý vị đem tất cả những thứ đó quý vị gỡ cho cho bà con dùng lũ lục đi cắt cổ phần của chùa hộ pháp chia cho người ta bớt đi. Cho bà con dùng lũ lục người ta có cuộc sống một chút đi. Ở đây được rồi, đủ rồi. Nó những đức nó thẳng luôn đó. Từ nơi đó quý vị coi, cái phước nó đã có Quý vị không đưa đầu này Thì đầu kia đưa đến Cái phước nó đã không có Thì nó đến trước mặt quý vị Nó cũng chạy ra sau lưng à Nhiều người ngồi đây quý vị thấy rõ ràng Là đồng tiền đã đến tay mình rồi Vậy mà mình không cầm được mà Cầm được rồi Nhưng gia đình tức khắc có người bệnh đau liền Hoặc là xe hư Hoặc là bể bánh xe Hoặc nhà sập tự nhiên vừa có tiền thì có nạn đến là nhà sập bệnh đau việc này việc nọ tiền này xài sạch tiền mắc tật mang nó đã không có phước thì làm sao cầm được quý vị như những đức ví dụ một cái lưu bể thì bị có chế nước bao nhiêu vô thì nó cũng chảy hết ra thôi còn cái lưu nguyên dù là một giọt nước một giọt nước một giọt nước nhưng mà nó cũng tích tụ được nước gì lưu nguyên mà có thể giữ được phước thì dù một giọt nó cũng dính được nữa còn nếu mà nó đã không giữ được phước nó đã chảy sạch phía sau thì phía trước có ào vào phía sau cũng đổ mắt hãy tin chỗ này chứ khi tin rồi thì cuộc đời chúng ta chỗ quan trọng nhất là gì tích công lý đức tích công lý đức ngay chỗ nào đoạn ác tu thiện tích công lý đức ngay đoạn ác tu thiện con người đoạn ác tu thiện Thì con người nó sẽ không ích kỷ Nó không nhỏ mọn nữa quý vị Nó sẽ không bao giờ sống những ngày tháng buồn khổ đâu Ai mà dạy gì sống những ngày tháng buồn khổ Đúng không? Thôi chúng ta nghỉ ngay quý vị hay về Đạo Phật Chấp tay hồi hướng quý vị Nguyện đem công đức này Hướng về tất cả cả để từ và chúng sanh đồng san về Thịnh độ